Đầu tiên xin chào tất cả các anh em thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay tiếp tục lên cho anh em clip là clip này là máy bãi nha mọi người. Cái này là chuyên cho máy bãi xây từ 1.000 đến xây tầm 9.000. Rồi để em vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Em bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng lỗi hoặc có vấn đề trong quá trình vận chuyển anh em gửi về cho em nha. Rồi. Đây là máy thứ nhất nha mọi người. Đây. Một con Diamond dòng tua 5.2.1, máy chạy bắt begin như là hai mặt đạn. Đây. Ngoại hình con này mới tầm khoảng 90% nha, hơn 90% hơn. Khá là ok. Đó, thân là thân carbon, máy để carbon nên đập carbon. Bộ pin sống. Lấy cực ok. Tay quay tem đầy đủ nha. Đó, máy này khá đẹp. Hàng này hàng của Korea. Thông số cước thì nó đã bị mờ rồi. Đây. Thì em đánh thì xây này tầm khoảng ngàn rưỡi. Máy hoạt động ok, không lỗi nha. Rất là mượt. Đây, máy này đặc biệt sẽ là có cốt trợ lực. Đó, cốt bự, cốt to. Đó. Cốt rất là to nha. Máy sử dụng là cốt bấm. Anh em tháo đầu cũng được. Rồi. Máy đầu tiên giá công khai là 300k nha mọi người. Đó, thích hợp cho anh em đi câu tôm, câu mè, câu lăng xê, câu lua. Câu những loại cá nhỏ. Thích anh em đánh cảm giác. Máy số 1 300k. Rồi, tiếp theo sẽ là máy số 2. Đây một con Olympic. Hàng vẫn là hàng carbon nha. ES1000. Nồi hoa văn. Xây 4.000, 4.000 gữ. Đây nè. Đây là carbon nha mọi người. Hàng carbon. Chạy hai mặt đạn. Hàng nội địa Nhật nha. Chắc chắn đảm bảo với anh em luôn. Một bên sống. Lấy cứ ok. Con lăn lăn. Máy hoạt động trơn tru. Nói chung độ lắc nó không có luôn. Đỡ gắt rất là ít. Tay quay bự. Gấp lại bình thường nha. Về tới ok, về lô ok nha. Đó. Ngoài hình thì em lát sâu cho anh em xem rồi. Đây, nó xước xác này ít. Rồi, giá công khai con này. Giá công khai con này là 400k nha mọi người. Đó. Giá công khai là 400k. Rồi. Máy số 2 400k. Tiếp theo sẽ là con máy số 4. Một hàng Olympic. Hàng này những clip trước em cũng đã đăng rồi. Nhưng bán không được thì em lần này em sẽ giảm giá. Hàng này là chạy 3 mặt đạn. Con này trong nước nó có miếng gòn ở đây hay gì á. Hàng nội địa Nhật nha. Con lăn đây, lăn chống quá cước, lăn trợ lực gì đây. Mô pin sống. Cốt là cốt trợ lực nha mọi người, cốt bự. Cốt nó thật trong đây, đó. Con lăn khi lăn làm bằng sứ nha mọi người, lăn lăn nha, đảm bảo với anh em mà lăn. Máy hoạt động ok, im mực. Đó. Rồi con này có xây tương đương với là xây tầm 7.000, 8.000 Shimano nha mọi người, xây tầm 7.000, 8.000. Máy số 3, cái giá là 400k. Tiếp theo sẽ là con máy số 4.
Đây, một con đai qua. Nó hàng carbon luôn nha, máy để carbon, đọc carbon. ST5000. Hàng long cát nha mọi người, hàng có tay qua, hàng long cát, ở bên sóng. Đây cứ ok, hàng này hàng có tay qua. Nói chung thì con này ngoại hình cũng xuất sắc thời gian. Cài lại cái cước. Đó. Bên sóng. Thông số cước cước số 8 sẽ vô được 150 m. À, cước số 10 sẽ vô được 200 m, số 8 sẽ là 250 m. Xe này xe 10.000 nha mọi người. Mô bên sóng ok, đắt cước ok. Hoạt động êm mượt nhẹ. Bên ok. Đấy cước ok. À, em có công chuyện đây em nói lại nha. Nó mang hoạt động ok. Mọi chức năng ok hết. À, dòng tua con này hình như là để đôi. .320 nha mọi người. Dòng tua nó thấp nhưng mà nó quay rất là nhẹ tay. Rồi. Giá con này giá công khai là 350k, máy số 4. Tiếp theo sẽ là con máy số 5. Đây, một dòng máy Ryobi. À, máy này còn khá là mới, xước ít thôi. Dòng tua là 3.1.3.8. Mô bên là mô bên sóng. Nồi nhựa nha anh em. Nồi nhựa carbon gì đó. À, con lăn ok, sáng bóng. Nói chung con này còn khá là mới. Con này có xe tầm 4.000, 5.000 nha. Xe có thể là tầm 5.000, 6.000 luôn. To lắm. Này, nó so với máy này nó còn to. Xe tầm 5.000 nha mọi người. Và tổng ok, không lỗi. Cuốn dây. Cắn dây. Hoạt động ok không lỗi nha. Đôi bên sóng. Máy cước ok. Máy ngực ok. Máy tới ok. À, gấp tay là ok. Rồi, giá công khai máy luôn. Giá con này công khai là 300k nha mọi người. Nó 300k, giá bèo nhèo luôn. À, xe này xe 5.000, 6.000, giá 300k, hàng nội địa Nhật nha. Đó. Máy số 5, 300k. Tiếp theo là con máy số 6. Vẫn là một con đai qua long cát 1.000. Đó. Xe này xe tầm xe tương đương với xe 5.000. 5.000, 6.000. Đây, cước 5 vô được 200 m. Thứ 6 được 150 m. Hàng tay quay nên bị muối ăn. Nhưng mà gấp lại bình thường nha anh em. Đó, gấp lại bình thường nha. Máy hoạt động ok. Mua bên sóng. Đây cứ ok. Đảm bảo anh em là con lăn lăn. Hàng đây qua nha mọi người. Hàng này chuẩn Nhật luôn nha. Đó, hàng này của Nhật. Đây, đó. Máy hoạt động ok, không lỗi. Mô bên sóng. Máy cước ok. Máy carbon. Đây, máy để carbon, nó carbon. Giống như máy này không để gì hết, là nồi nhựa. Đó. À, carbon. Mô bên sóng. Ok. Rồi, giá con này công khai luôn. Giá con này khoảng là 300k nha mọi người. 300k, máy số 6. Tiếp theo sẽ là con máy số 7. Đây. Một dòng đây, một dòng của hàng Tây vô. Hà Nội đi Nhật, đó. Đấy cứ ok. Rồi bên sóng, là kim loại nha mọi người, không phải là nhựa đâu nha. Là kim loại. Con này có xe tương đương với là xe 6.000, 7.000. Cước 6 được 230 m. Con lăn lăn nha mọi người. Đó. Test con lăn cho mọi người luôn á.
bên bên sóng lấy cước ok, tay quay gặp lại được đó. Máy lỗi chỗ nào thì em báo lỗi cho đó. Máy quay khá ok. Vậy anh em chịu khó tra dầu nhất mở về giùm em nha. Bên sóng máy cước ok. Máy ngoại hình máy đây đó, máy xuất sắc. Rồi giá công khai máy luôn, giá công khai là 300k luôn đó, máy số 7 300k. Tiếp theo sẽ là con máy số 8, một con Regen ngoài hình xuất sắc thời gian anh em. Mua vịt sống, mua vịt số, hoạt động chân chu, dòng đây qua Regen của Thái Lan. Dòng này kéo là bao nhẹ rồi, nhẹ khỏi bàn. Mua vịt sống lấy cước ok. Anh em nào mà đánh đi câu tập lua câu tôm, xách mấy cái này đi câu là chùm. Tập lua xách mấy cái này đi câu là anh em chán, anh em có thể chuyển qua đi câu tôm, đi câu cá cũng được. Máy kéo rất là khỏe. Rồi quay vòng trống, giá con này 250k, máy số 8 250k. Tiếp theo sẽ là con máy số 9, vẫn là một con gà riêng của Thái Lan đó. Hàng khá là mới, mới hơn con kia tí. Con lăn ok nha, lăn gà riêng chạy hai mặt lăn. Nói chung thì mấy hàng này khỏi lo đó, hoạt động mới ok, êm mượt. Một bên sống vẫn là thích hợp cho anh em đi tập lua, đi câu tôm, câu cá mè, cá cha, cá chê, đánh cảm giác ISO. Dòng này bao mượt. Rồi mua bên số nha mọi người đó. Rồi con này có khai giá công khai luôn, giá công khai 280 đó, rẻ bèo nhèo. Tao quay gỗ nha anh em, gấp lại được nè đó. Máy là lỗi cho nào anh nói lỗi cho đó. Rồi tiếp theo sẽ là con máy cuối cùng, vẫn là một con Daiwa Regen, xây tương đương với là xây em xem đây, xây tương đương với là xây 2000. Ba Regen này là 8, 9, 10, xây tương đương 2000 nha mọi người. Máy hoạt động êm mượt không lỗi, không rung lắc luôn á. Ở bên sóng nè đó, ở bên số nè, bên ổng nè, êm mượt nè đó, mượt hơn hai kia nhiều. Hàng này là hàng của Thái Lan nha mọi người đó. Máy của ai thì báo của người đó. Nào xây chuẩn 2000. Rồi giá công khai vẫn là 280k nha. Đó, tổng cộng 3 người gain 8, 9, 10 đều là xây 2000. Rồi cảm ơn anh em nha.